Xin chào, chúng ta lại gặp nhau. Mình là Cọc Đinh đây. Bây giờ mình đang đứng ở ngoài thành Sài Gòn. Chỗ này gọi là Bến Thủy, ở quận 2 là tên gọi cũ, bây giờ là thuộc thành phố Thủ Đức, ngay chân cầu Sài Gòn luôn. Mình đi ra ngoài thành một xíu, tại vì sẽ có một cái không gian thoáng đãng hơn này, cái góc nhìn rộng hơn để ngắm Sài Gòn hoàng hôn. Nhân tiện, hôm nay mình có đem một chiếc điện thoại của Oppo 5X5 Pro 5G, một chiếc điện thoại dòng flagship của Oppo. Và mình nghĩ là đây cũng là một cơ hội rất là tốt, bởi vì mình có cơ hội được trải nghiệm một cái dòng flagship này và một camera rất là xịn ở đây. Cái việc thứ hai là mình sẽ lưu lại những cái khoảnh khắc, những cái hình ảnh mà hôm nay mình bắt gặp. À quên, nãy giờ quên giới thiệu các bạn, cái người bạn mà đi chung với mình á, cũng là một nhân vật cũng khá là quen thuộc, đã từng xuất hiện trên kênh của mình rồi. Chào mọi người, mình là Luân. Rồi, xin chào nhé. Chỗ này buổi chiều mọi người ra đây rất là đông vui luôn. Người thì ngắm cảnh, người thì câu cá, người thì quay những cái cảnh đẹp ở đây. Mình nói một xíu về cái camera điện thoại này nhé. Cái điện thoại này có một điều đặc biệt mình rất thích luôn, đó chính là cái cụm 3 camera ở đây này. Thì hai cái to nhất đó, đó chính là camera là góc siêu rộng, còn cái thứ hai là cái 1X và cái tele, tạm gọi là vậy. Camera mà góc siêu rộng á, và cái 1X á, nó cho được 4K 60 frame. Và mình nghĩ là không phải là cái điện thoại Android nào cũng có được cái thông số rất là tuyệt vời như vậy đâu. Đối với mình khi setting quay á, thì phong cảnh thì mình sẽ để khoảng 30 frame thôi. Tại vì phong cảnh mà cũng chỉ là lưu giữ những cái cảnh đẹp thực tế ở đó. Quay với người á, thì cần slow motion thì sẽ để 60 frame, chính xác là 4K 60 frame. Mình chỉ còn handheld trên tay, tiêu lên tiêu xuống, hoặc là mình pan nhẹ qua, như vậy là đủ rồi. Bởi vì cái chống rung của camera này á, nó cũng ổn để mình làm những cái thao tác như vậy. Khi mà quay mà ánh sáng ngược như thế này á, thì cái điện thoại nó có cái tính năng đó chính là Ultra HDR, có nghĩa là 200x frame, là tăng giải tương phản sẽ giúp cho cái file độ tương phản cao hơn, nhiều chi tiết hơn, ví dụ như vùng shadow nó sẽ không bị tối, hoặc là vùng highlight nó không bị cháy sáng. Bây giờ mình sẽ thử gắn cái gimbal vô cái điện thoại này nha. Mình sẽ quay một số shot nó có hoạt động một xíu. Và tất nhiên rồi, bạn luôn sẽ giúp mình với cái shot sống ảo này. Ông luôn, ông biết vì sao mà một cái điện thoại nhỏ xíu nhẹ hều á mà lại đem một cái gimbal máy lớn theo không? Trời, dễ ợt. Cái gimbal lớn thì nó khỏe hơn, nó ổn định hơn, nên cái việc quay nó sẽ tốt hơn. Hiểu biết đấy. Chuyện bây giờ chúng mình sẽ di chuyển về phía cầu Thủ Thiêm để nhìn ra quận nhất để tiếp tục ngắm hoàng hôn khi mặt trời đang dần tắt nắng. Ở cái góc nhìn này thì mình nhìn thấy là những tòa nhà cao tầng hiện đại, nó hiện ra rất rõ nét. Sông Sài Gòn nó uốn lượn, một cái hình đường cong đẹp và những cái tàu bè đi lại cho khung cảnh thêm kiểu sống động hơn này. Chắc chắn là cái bối cảnh hoàng hôn như thế này á, thì quay những cái shot ngược sáng á, nó rất là quan trọng, giúp cho cái nhân vật á, nó trở nên kiểu sống ảo, nó ảo diệu hơn. Có một vài cái lưu ý khi quay cảnh hoàng hôn ngược sáng này. Thứ nhất là hoàng hôn thì nắng tắt rất là nhanh,
nên nếu mà có quay á, phải có một cái kế hoạch cụ thể để chuẩn bị cái giờ quay cho nó phù hợp. Những cảnh quay silhouette, có nghĩa là ngược sáng á, nó mang chất nghệ thuật rất là cao, nên cố gắng khai thác cái góc nhìn như thế này. Vì hoàng hôn là ngược sáng á, nó có ánh sáng khá là phức tạp, nên cũng nhớ là qua sáng từ cái chế độ quay của điện thoại nhé. Nó sẽ giúp cho nó ổn định được ánh sáng, nó không có bị nhạy sáng một cách bất ngờ. Bây giờ mình sẽ tìm một địa điểm khác để ngắm thành phố lên đèn. Chỗ này là khu đô thị thuộc Thủ Thiêm. Sau khi thành phố hoàn thành cầu Thủ Thiêm 2 thì mọi người đi ra đây rất đông. Mình sẽ đi về phía gần bờ sông để ngắm cảnh được tốt hơn. Oppo Find X5 Pro 5G với tính năng quay đêm 4K Ultra có khả năng xử lý hình ảnh rõ ràng và chân thực, không làm sáng quá mức toàn bộ hình ảnh, giúp cho khung hình được hài hòa, rõ ràng và chi tiết. Khung cảnh Sài Gòn lên đèn trông thật lung linh và sống động. Con chip xử lý hình ảnh Mary Silicon X độc quyền do Oppo phát triển, hỗ trợ việc xử lý hình ảnh, quay video. Mình thấy khá là thoải mái khi dùng chiếc điện thoại này để ghi lại những khoảnh khắc đẹp diễn ra trước mắt. Thông tin về chiếc điện thoại Oppo Find X5 Pro 5G mình sẽ để lên trong phần mô tả, hoặc anh em có thể đến thẳng cửa hàng Thế Giới Di Động để đem về một chiếc nào. Còn bây giờ video đã hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại trong lần sau nhé.